Từ ngày tôi biết tới cái quán cà ri này á là tôi dẹp hết mấy cái quán cà ri yêu thích của tôi qua một bên luôn. Mọi người biết sao không? Tại chỗ này nó bán cái vị giống như mẹ tôi nấu vậy á. Ở đây có tên là cà ri gà 3T, nằm ngay trên con đường Huỳnh Tình Cũ, quận 3. Khi mà đặt chân tới đây á là tôi cảm giác như là tôi đang ở nhà vậy á. Quán dạng mở với tông màu gỗ nên nhìn chung á khá là thoáng và mát. Bình thường buổi trưa ở đây rất là đông, đa số là nhân viên văn phòng người ta tới ăn rất là nhiều. Và một điểm tôi thấy thích ở đây nữa là nhân viên rất là nhiệt tình. Mấy bạn đứng chào mình từ ngoài cửa cho đến vô trong quán luôn. Và bếp của quán là dạng mở cho nên mình đứng ở ngoài á mình có thể thấy được người ta làm bên trong. Về menu thì ở đây chỉ có hai món thôi là cà ri gà với lại cà ri bò. Tôi order hẳn hai phần, một cà ri đặc biệt với lại một cà ri bò. Về hình thức, tô cà ri khi mang ra vẫn còn nóng và đầy đặn. Chưa ăn nhưng mà nhìn với ngửi thôi là cũng muốn chảy nước miếng rồi. Ăn với món này thì ở đây có bánh mì với lại bún. Và ăn món này sao mà thiếu được cái món muối ớt. Ở trên bàn thì người ta sẽ để sẵn cho mình để mình tự pha ha. Lấy một miếng muối cho thêm xíu ớt và dắt thêm một miếng tắc vô nữa. Oh my god luôn á. Tô tôi gọi là tô đặc biệt nên trong đây là có cái đùi gà, gà miếng với lại lòng gà. Cái nước cà ri ở đây phải nói là vừa thơm vừa béo. Chấm với bánh mì nó dính lắm luôn. Và cho những ai chưa biết là ăn cà ri rất là tốt cho sức khỏe nha. Hỗ trợ tim mạch và ngăn ngừa ung thư. Lấy một miếng thịt gà chấm với lại cái muối. Phần thịt gà mềm mỏng ướt át thấm quyện với cái mùi cà ri thơm thơm. Cà ri gà mà chấm với lại muối ớt là tao nói như cá gặp nước vậy á, rất là hợp luôn. Còn nhỏ chị tôi thì ăn cà ri bò. Theo như em nói là cái thịt bò ở đây rất là mềm nha. Và quán nằm tại 28 Huỳnh Tình Cũ, quận 3, cho ai cần.